Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hải Phòng phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, ngày hội truyền thống các cụm văn hóa thể thao, công nhân viên chức lao động lần thứ 30. Thành phố Hải Phòng phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, qua đó tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phát huy hơn nữa hiệu quả của Quỹ Mái ấm Công đoàn, Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động, mô hình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động thông qua việc xây dựng hệ thống điểm rèn luyện thể chất công đoàn, điểm phục hồi sức khỏe người lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, thực hiện quyền thương lượng tập thể của người lao động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trao tặng 1.500 suất trợ cấp, xây mới và sửa chữa 25 nhà mái ấm công đoàn và nhiều hoạt động tri ân khác. Cũng trong ngày 27 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cũng phát động tháng công nhân, hưởng ứng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu và khánh thành nhà văn hóa lao động tỉnh Thái Nguyên. Chương trình nhằm kêu gọi các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các cấp ngành, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm hưởng ứng có hiệu quả nhất. Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động đã được tổ chức như trao quà cho người lao động, tổ chức gian hàng không đồng, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động, tuyên truyền luật an toàn giao thông, bảo dưỡng thay dầu xe máy miễn phí. Chương trình hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát, hội thi dân vũ các trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng. Đặc biệt tại chương trình, 70 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tôn vinh, khen thưởng. Còn tại tỉnh Hà Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh này vừa cho biết, trong 5 năm triển khai chương trình Mái ấm Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ cho hàng trăm đoàn viên, người lao động xây dựng nhà mới. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ cho 260 đoàn viên, người lao động làm nhà mới với mức 40 triệu đồng một người một hộ, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động công tác. Giai đoạn 2024 đến 2028, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang xác định phấn đấu giúp đỡ, hỗ trợ xây mới nhà ở cho khoảng 300 đoàn viên công đoàn trở lên và nâng mức hỗ trợ lên 50 triệu đồng một hộ. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội luôn nằm trong top các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Mới đây, thì thành phố đã triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Chỉ một năm trước, mỗi lần đến sở tư pháp xin xác nhận hồ sơ lý lịch là nỗi ám ảnh của nhiều người dân vì phải chen chúc chờ đợi. Từ ngày 22 tháng 4, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đã được thực hiện qua ứng dụng VNEID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chỉ mất vài phút thao tác trên điện thoại ở bất cứ đâu, người dân đã hoàn thành mọi thủ tục. Qua ứng dụng VNEID rất là tiện lợi, nhanh chóng, chỉ mất khoảng tầm 5 phút để nhập thông tin cũng như thanh toán tiện lợi. Theo thống kê của Sở Tư pháp Hà Nội, mỗi năm đơn vị này tiếp nhận khoảng 80.000 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp, dù duy trì trên cả 3 hình thức xử lý là làm trực tiếp, trực tuyến và qua bưu điện. Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện và cổng dịch vụ công thành phố rất thấp. Việc thí điểm triển khai qua ứng dụng VNEID sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân. Cái phương thức cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID này tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho công dân. Khi công dân tham gia trên cái phương thức đề nghị cấp phiếu lịch tư pháp trên ứng dụng VNID thì công dân chỉ việc rằng là đã có 17 trường thông tin đã có sẵn cho công dân. Công dân chỉ còn có từ 4 cho đến 5 trường thông tin là công dân kê khai hoặc công dân tích vào đó. Năm 2024, thành phố Hà Nội xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, Hà Nội đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công thành phố 318 dịch vụ công toàn trình, hơn 1.500 dịch vụ công một phần. Việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%. Hà Nội là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đã ban hành nghị quyết quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Công an tỉnh Thái Nguyên đã công bố các quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang cải tạo tại phân trại quản lý phạm nhân, trại tạm giam Công an tỉnh. Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có 19 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và một phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, tích cực lao động, chấp hành tốt nội dung kỷ luật cơ sở giam giữ và khắc phục những hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Quyết định tha tù trước thời hạn và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân là thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Đối với những phạm nhân thực sự có nhiều tiến bộ, đây cũng là động lực để những phạm nhân còn lại tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thi đua lao động, cải tạo tốt hơn nữa để được xét tha tù, giảm án, để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.